Sáng nay, ngày 16 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức buổi họp triển khai kế hoạch tổ chức lễ phát động cuộc vận động cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An. Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Đặng Thanh Bình chủ trì. Cuộc vận động cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An có chủ đề Long An giàu mạnh, người dân vui vẻ, hạnh phúc, xã hội an toàn văn minh, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến để triển khai kế hoạch tổ chức cuộc vận động như giới thiệu, quảng bá thông tin về cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng số hiện có. Ngoài ra, các đại biểu cũng đóng góp các nội dung liên quan đến việc tổ chức lễ phát động, dự trù kinh phí để tổ chức lễ phát động trang trọng, tạo sự lan tỏa thông tin sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Dự kiến lễ phát động cuộc vận động cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2023.